Hôm nay mình ăn thịt khoai giả với lại rau với lại bánh hỏi nha mọi người. Cái chả nó cũng giòn. Cái lần lại thì ăn thử thánh không? Thank you.
Vậy mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Bye bye.